Chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Cao Nguyên Bình Phước. Công ty chúng tôi ra đời với sứ mệnh năng lượng sạch cho cuộc sống xanh. Được thành lập ngày 27 tháng 2 năm 2019, tọa lạc tại ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và được xây dựng trên diện tích gần 2 hectare. Chúng tôi dành riêng diện tích cho cây xanh, tạo cảnh quan môi trường khoáng đãng, sạch sẽ, thoáng mát. Nhà máy đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời để tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, tránh hủy hoại hoặc tác động xấu đến môi trường xung quanh. Chúng tôi chuyên sản xuất than sạch, than không khói từ gáo dừa và cồn thạch Magic Flame. Sản phẩm của chúng tôi rất an toàn, không gây hại đến môi trường và con người. Đây là cách chúng tôi tạo ra sản phẩm. Nhà máy đã xây dựng một dây chuyền khép kín, công suất đạt 15 tấn thành phẩm một ngày. Sản phẩm của chúng tôi đa dạng về kích thước và hình dáng. Sản phẩm được tạo ra từ 100% nguyên liệu là gáo dừa khô, đã được hầm đốt yếm khí nhằm triệt tiêu khói, pha trộn với chất kết dính là tinh bột thực phẩm, tuyệt nhiên không pha trộn hóa chất độc hại. Các sản phẩm đã được chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001 năm 2015 và các chứng chỉ kiểm định của Trung tâm đo lường chất lượng, đặc tính ưu việt của than gáo dừa, khô, cứng, không mùi, không khói, cho rất ít. Dùng được ở trong nhà, than dùng sưởi ấm, nướng thực phẩm, nhiệt lượng than cao, tỏa đều, cháy lâu hơn 4 tiếng. Ngoài ra với sản phẩm là cồn thạch Magic Flame, được làm từ 86% là cồn ethanol, một loại chất không màu, không mùi, an toàn, dùng để nấu nước pha trà cà phê, mồi than, nấu lẩu. Các loại sản phẩm, nhãn hiệu của chúng tôi đa dạng về kích thước và hình dáng và đã được đăng ký. Sở hữu công nghệ nhãn hiệu độc quyền, sử dụng than làm từ gáo dừa là một lựa chọn ưu việt, ủng hộ việc dùng các sản phẩm tái chế, là góp phần phát triển nền công nghiệp nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường. Dùng than gáo dừa để thức ăn ngon hơn, cách dùng đơn giản hơn, không bám muội than khi tiếp xúc. An toàn cho người sử dụng, an toàn dùng trong nhà, tiện lợi khi lưu giữ và giá cả hợp lý. Quý khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ chúng tôi theo số hotline 0915430543. Hãy scan mã vạch dẫn đến website của chúng tôi. Cảm ơn quý khách.